Trong một lần tình cờ tôi có về Hà Nam thì thấy người Hà Nam tận dụng cái nguồn Vâng ạ. đài sen để lấy hạt, và sau đó hàng tấn những cái xác đài sen đó đổ bỏ đi. Tôi đã kiểm tra và tôi thấy rằng là trong cái đài sen đó nó có một cái chất xơ, thì tôi nảy số là mình sẽ làm một loại giấy từ cái chất xơ từ cái đài sen này. Tôi muốn rằng là mình sẽ là người đầu tiên tạo ra một chất liệu giấy hoàn toàn khác để phân biệt Việt Nam mình với lại những cái nền văn hóa khác. Từ chiếc đài sen hái ở trên đầm, đầu tiên là mình tách phần hạt ra, sau đó phần xác sen mình sẽ phải đem nấu. Đài non thì 8 tiếng đã thành công, nhưng nếu đài già thì khoảng 10 tiếng nó mới đủ độ mềm. Bắt đầu mình xé lấy cái phần sơ, sau đó mình mới dã để cái phần sơ tách riêng, phần nước tách riêng, ủ muối, ủ vôi trong trong khoảng 3 tháng để cái phần sơ sen của mình nó đủ mềm, để khi mình trao giấy nó không bị lốp xốp trên cái mặt giấy của mình. Cái khó của mình đó là những nguyên liệu khác, cái hàm lượng cellulose nó rất là nhiều, khoảng từ 80 đến 99%. Rất dễ để tạo ra giấy. Nhưng mà riêng sen thì cái hàm lượng cellulose nó chỉ tầm khoảng 40%. Vì vậy rất khó để mà kết dính được những cái chất liệu đó lại với nhau. Tôi áp dụng cách làm của những làng nghề đó thì gần như không thành công. Thử thách, lại thất bại, lại cố gắng, lại kiên trì. Trong một sự tình cờ tôi thấy ở Việt Nam mình còn có một nguyên liệu nữa, độ nhất nó gấp 100 lần cây mò và cây bọ, độ dính gấp khoảng 100 lần. Thì khi mà tôi áp dụng cái phương pháp đó, cách đó để cho vào nguyên liệu phần sơ sen của mình thì tôi trao giấy, nó bắt đầu dính. Cái bông hoa sen nếu nó ở kiếp này thì nó tỏa hương tỏa sắc cho đời. Bây giờ mình đã có cái nguồn nguyên liệu được làm từ sen, thì mình sẽ viết tiếp cái phần đời cho sen, chuyển thể nó sang một cái hình thái khác. Tôi đã phải vào Huế rất nhiều lần để nhờ các nghệ nhân trong đó truyền dạy cái kỹ thuật làm ra những bông hoa sen, sau đó mình về mình áp dụng vào cách làm của mình. Cái khó là làm cách nào để mình phân biệt hoa sen của cố đô Huế với hoa sen của Thăng Long. Ở Việt Nam có một loại giấy là giấy gió điệp để làm tranh Đông Hồ. Thì từ một bông hoa sen của mình, ngoài cái sự kế thừa cách làm của người Thanh Tiên ra, còn có một ứng dụng mới khác, đó là làm cho bông hoa sen trở nên sáng hơn, lấp lánh hơn. Thì tôi bắt đầu tìm hiểu xem là cái chất điệp đó nó từ đâu ra và làm cách nào để có thể kết dính được chất điệp đó trên chất liệu sen của mình. Từ giấy sen ban đầu thì mình đã ra ý tưởng là những bông hoa sen. Sau đó tôi mới nghĩ tiếp rằng là nguyên liệu của mình không thể chỉ dừng lại ở làm bông hoa sen được, mà có thể ứng dụng ra thành nhiều những sản phẩm khác. Đó là tiếp tục lại đi nghiên cứu cái hướng đi mới cho nó. Mình ứng dụng cái giấy của mình để làm quạt, và mình đưa chất liệu tranh hàng trống, tranh kim hoàng, tranh Đông Hồ vào chiếc quạt của mình. Để mỗi một chiếc quạt đó, ngoài công dụng làm mát cho mọi người, nó sẽ đưa hình ảnh văn hóa của Việt Nam mình đi xa hơn đến mọi thế giới. Tôi mong muốn rằng là nếu mỗi một người có một sự sáng tạo nhất định thì những giá trị và nó truyền thống đó nó sẽ không bị mai một nữa, mà nó sẽ sống lại ở một cái trạng thái khác, huy hoàng hơn, rực rỡ hơn, và người Việt Nam mình sẽ chứng minh được với thế giới rằng là những giá trị và nó truyền thống này là cái để phân biệt Việt Nam mình với thế giới.